Dạ vâng, thêm 97 xin kính chào bác nha. Thì ngày hôm nay sẽ là tiếp tục những series những con lọc mới cho nha. Thì bên em vừa mới về được một số con lọc rất là mới, rất là đẹp tới từ thương hiệu DOD. Và cái lô lọc này thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với những cái lô lọc mà gần đây bên em lấy về các bác nha. Thì những lô lọc gần đây á, thì nói chung là lô lọc hàng bãi thì đa phần là nó sẽ có một vài cái điểm sai sức cũng như là điểm xấu trên về mặt hình thức. Tuy nhiên thì lần này em lấy về được cái lô lọc này thì là một lô mà đã qua tuyển chọn và lấy những cái con lọc thì là những dạng lọc đẹp cho các bác nhá, zin xịn đẹp. Thì cái dòng lọc DOD lần này em lấy về thì nó đúng chuẩn luôn. Có nghĩa là zin thì là chưa qua sửa chữa này, xịn thì đều là hàng xịn chính hãng DOD, một thương hiệu mà giữa Mỹ và Hàn Quốc các bác nhá. Và cái đẹp thì chắc chắn là đẹp rồi, vì đây là dòng lọc tuyển chọn mà. Đấy, thì ở đây thì em sẽ có tầm 4 con đẹp nhất thì em đã chọn ra đây các bác nhé. Đấy, 4 con đẹp nhất đã chọn ra đây. Thì nó sẽ có những cái màu, ví dụ như các bác thấy đây là màu xám ghi này, rồi màu đen này, màu xám ghi này, và đây là màu xám này các bác nhé, xám ghi và xám. Thì nó sẽ có 4 lựa sự là chọn cho cả các bác, thì làm sao để các bác chọn nó phù hợp với cái không gian, với cái bộ dàn mà của các bác đang sử dụng. Đấy, thì nó sẽ qua với 4 con này ngoài đảm bảo 3 cái yếu tố là zin, xịn và đẹp thì nó gần như là có những cái chất lượng hoàn hảo, kể cả về chất âm. Lọc DOD thì trong cái phân khúc trung bình của nó thì chưa bao giờ có một dòng lọc nào khác mà có thể vượt qua được cái dòng lọc DOD này cả. Đấy, thì con này, những cái con này thì mọi chức năng nó đều ok các bác nhé. DOD với DOD 231Q á, thì nó chỉ cho các bác là hai cái nút thôi. Một nút lau cắt là nút cắt các tần số thấp để chức năng chống ù, nút in out qua lọc và không qua lọc, đồng thời sẽ là dạng một công cái cần gạt để điều khiển tăng âm lượng, tăng giảm thôi nhá, tăng giảm âm lượng của gain. Cái con DOD này á thì cái âm lượng của nó sẽ giới hạn từ cộng trừ 12 decibel. Ngoài ra là một dãy đèn cóc này, mỗi kênh sẽ là một dãy đèn cóc. Và tất cả các cái cần này các bác này, tất cả các cái cần đều đẹp, rất là đẹp nhá, không cần nào bị gãy và cũng không cần nào phải thay một công tắc nguồn phía trước. Về phần mặt trước thì nó rất là đẹp đấy, đảm bảo là đầy đủ cho các bác là muốn tìm một con lọc đẹp để cho vào dàn của mình, làm sao cho nó gọi là nó sang trọng hơn, nó hiện đại hơn và nó đẹp hơn đấy. Thì cái nội thất ấy, có lẽ em cũng không phải làm nội thất ở đâu, nếu như các bác nào mà muốn xem nội thất của dòng lọc DOD đối với những cái con này á, thì các bác có thể xem lại một số cái video trên kênh của em đã làm sẵn về thiết kế dòng lọc DOD, nội thất bên trong. Nói sơ qua cho các bác biết thì dòng này thì nó sẽ là dạng hai vỉ mạch, hai nguồn bin áp và những cái con IC, thì là những con IC cắm các bác nhá, không phải là những dạng IC dán, nhưng mà các bác hay lo sợ về nó bị hư hỏng hay là bất kỳ vấn đề gì. Tất nhiên thì nếu như mà gặp vấn đề gì về kỹ thuật thì các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em để em có thể tư vấn rõ ràng hơn, cũng như nếu như mà phải gặp phải tình huống mà nó bị lỗi thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bác luôn nhé. Thì đối với những con lọc này thì bên em sẽ bảo hành trong vòng 3 tháng 1 đổi 1 các bác nhé. Và tuyệt đối ví dụ như các bác mà lấy những con lọc đẹp như thế này, những con lọc đẹp mà không bị xây xước như này nhá, thì mà khi mà các bác bảo hành, em mà bảo hành cho các bác thì em cũng sẽ bảo hành cho các bác là đổi cho các bác một con tương tự với mức độ đẹp ngang bằng đấy, hoặc có thể là hỗ trợ các bác là những cái con mà đẹp hơn thì lúc ấy thì chúng ta sẽ về cái phần nâng cấp bên này thì sẽ bàn sau các bác nhá. Đấy, dòng đây là dòng DOD SR231Q này, đẹp từ trong ra ngoài luôn đấy, và giá của nó ngày hôm nay, giá của một con lọc DOD như thế này sẽ là 1.800.000 đồng một con các bác nhé. Lưu ý các bác, đây là lọc tuyển chọn và nó sẽ giá khác những cái dòng lọc khác. Những lần trước thì em lấy lọc lô thì nó rẻ hơn, ôm cả lô thì nó rẻ, nhưng mà cái ôm cả lô thì đợt này gặp khá là nhiều vấn đề về kỹ thuật, cho nên là em chuyển sang lấy hàng chọn lọc nhé. Đấy, đây em sẽ lên sóng về dòng lọc DOD trước, và trước khi lên sóng về dòng lọc DBX sau. Đấy, xin nhắc lại một lần nữa các bác nhé, giá mà những cái con đẹp như thế này sẽ là 1.800.000 đồng một con. Đấy, giá đã bao gồm phí ship cho tất cả các bác luôn. Xin hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo các bác nhé.